điểm cuộc xung đột tại chảo lửa Trung Đông. Israel sắp cấm cửa cơ quan cứu trợ của Liên Hợp Quốc. Mỹ cảnh báo Iran về hậu quả thảm khốc nếu tiếp tục tấn công. Israel cân nhắc tấn công tiếp vào Iran để trả đũa vụ tập kích nhà thủ tướng. Israel ném bom trung tâm của Hezbollah ở khu vực Liban xa biên giới. Hé lộ vai trò của Mỹ trong cuộc tấn công của Israel vào Iran. Tất cả sẽ có ngay sau đây. Israel sắp cấm cửa cơ quan cứu trợ của Liên Hợp Quốc. Kính thưa quý vị, ngày 28 tháng 10, Quốc hội Israel thông qua đạo luật cấm cơ quan cứu trợ và công trình của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine ở Cận Đông, gọi tắt là UNRWA, hoạt động trong nước này, gây ra lo ngại, làm trầm trọng hơn tình hình nhân đạo vốn đã rất tồi tệ tại Gaza. Theo hãng tin Reuters, các quan chức Israel đưa ra lý do cho quyết định trên tới từ sự tham gia của một số ít nhân viên UNRWA vào vụ tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 vào miền nam Israel, cũng như việc một số nhân viên của tổ chức này là thành viên của Hamas và các nhóm vũ trang khác. Nhận định về động thái này, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cùng ngày tuyên bố, những nhân viên của UNRWA tham gia vào các hoạt động chống lại Israel phải chịu trách nhiệm. Phản ứng lại các lo ngại liên quan tới tình hình nhân đạo tại Gaza sau lệnh cấm UNRWA tại Israel, ông Netanyahu tuyên bố, do việc tránh một cuộc khủng hoảng nhân đạo cũng rất cần thiết, viện trợ nhân đạo liên tục cần phải luôn hiện diện ở Gaza hiện tại và trong tương lai. Ông Netanyahu khẳng định, trong 90 ngày trước khi lệnh cấm có hiệu lực và cả sau đó, chúng tôi sẵn sàng hợp tác với cả đối tác quốc tế để bảo đảm tạo điều kiện cho viện trợ nhân đạo cho dân thường ở Gaza theo cách không đe dọa đến an ninh của Israel. Quốc hội Israel cũng đồng thời thông qua một phụ lục cho luật mới, trong đó nêu rõ rằng chính quyền Israel không được phép liên lạc với UNRWA nữa, nhưng có thể có những ngoại lệ trong tương lai. Động thái trên vấp phải sự phản đối gay gắt của UNRWA. Reuters dẫn lời người đứng đầu UNRWA, ông Philip Lazzarini, cho biết cuộc bỏ phiếu này đi ngược lại hiến chương Liên Hợp Quốc và vi phạm luật pháp quốc tế. Đây là động thái mới nhất trong chiến dịch đang diễn ra nhằm làm mất uy tín của UNRWA và làm mất tính hợp pháp của vai trò của tổ chức này trong việc cung cấp hỗ trợ phát triển con người và các dịch vụ cho người tị nạn Palestine. Ông Philip Lazzarini viết trên nền tảng mạng xã hội X ngày 28 tháng 10. Việc Israel thông qua lệnh cấm UNRWA diễn ra trong bối cảnh quân đội nước này tiếp tục tăng cường tấn công miền Bắc Gaza, nơi có khoảng 100.000 người Palestine đang bị mắc kẹt ở Sabalia, Beit Laia và Beit Hanun mà không có nguồn cung cấp thuốc men hoặc thực phẩm. Theo thống kê của Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Dân sự Palestine, Mỹ cảnh báo Iran về hậu quả thảm khốc nếu tiếp tục tấn công. Tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong ngày thứ Hai, Mỹ đã đưa ra cảnh báo tới Iran về hậu quả nghiêm trọng nếu quốc gia này tiếp tục thực hiện những hành động gây hấn nhằm vào Israel hay quân nhân Mỹ tại Trung Đông. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield trước Hội đồng 15 nước thành viên này đã phát biểu, chúng tôi sẽ không ngần ngại thực hiện các hành động tự vệ. Đừng lầm tưởng, Mỹ không muốn có những hành động leo thang nào xảy ra. Chúng tôi tin rằng đây là thời điểm chấm dứt những hoạt động trao đổi hỏa lực trực tiếp giữa Iran và Israel. Hội đồng Bảo an đã nhóm họp sau khi Israel tổ chức không kích, phá hủy một số xưởng sản xuất tên lửa và các cơ sở khác của Iran trong ngày thứ Bảy. Đây là hoạt động đáp trả vụ tấn công với khoảng 200 tên lửa đạn đạo do Iran thực hiện vào ngày 1 tháng 10. Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Amir Shahed Arafani cáo buộc Washington đã thông đồng với Israel thông qua viện trợ quân sự cho quốc gia này. Trước hội đồng, ông phát biểu, Iran đã luôn luôn tôn vinh giải pháp ngoại giao. Tuy nhiên, với tư cách là nước tự trị, Cộng hòa Hồi giáo Iran nắm giữ quyền vốn có về lựa chọn phản ứng phù hợp vào thời điểm phù hợp trước hành động gây hấn này. Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Danon đã kêu gọi Hội đồng Bảo an áp đặt lệnh trừng phạt mạnh tay
lên nền quân sự kinh tế của Iran và đặt ra những biện pháp cần thiết để ngăn chặn bộ máy điên rồ này đạt được khả năng hạt nhân. Ông đã nhận định chiến dịch không kích của Israel tại Iran là được tinh chỉnh và tương xứng và khẳng định quốc gia này sẽ tiếp tục có những hành động nhằm tự bảo vệ mình. Mọi hành động gây hấn xa hơn sẽ phải nhận hậu quả nhanh chóng và quyết liệt. Ông cũng khẳng định Israel không muốn gây ra chiến tranh. Israel cân nhắc tấn công tiếp vào Iran để trả đũa vụ tập kích nhà thủ tướng. Một cuộc tấn công đáp trả vụ máy bay không người lái UAV tập kích nhà riêng thủ tướng Benjamin Netanyahu sẽ rất khác cuộc không kích Iran vào cuối tuần qua. Kênh số 13 của Israel đưa tin, các thành viên của nội các an ninh Israel được cho là đang tranh luận về khả năng thực hiện một cuộc tấn công khác vào Iran để đáp trả vụ tập kích bằng máy bay không người lái nhằm vào nhà riêng của thủ tướng Benjamin Netanyahu ở Keisra hồi giữa tháng này. Nguồn tin cho hay phương án đáp trả của Israel sẽ khác hoàn toàn chiến dịch không kích của Israel vào các mục tiêu quân sự Iran cuối tuần qua. Các bộ trưởng, quan chức an ninh Israel đã thảo luận các phương án đáp trả khác nhau trong nhiều giờ. Một đề xuất đầy đủ nhất dự kiến được đưa ra trong những ngày tới. Israel cáo buộc Hezbollah, lực lượng được Iran hậu thuẫn ở Liban, đứng sau vụ tập kích UAV vào nhà nghỉ dưỡng của Thủ tướng Netanyahu ở Keisra hôm 19 tháng 10. Vụ tấn công khiến cửa kính phòng ngủ của căn nhà bị nứt, song không có ai bị thương. Thủ tướng Netanyahu và phu nhân không có mặt ở ngôi nhà vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. Ngay sau vụ việc, Thủ tướng Netanyahu cáo buộc các đặc vụ Iran có liên quan đến âm mưu ám sát ông và gọi đây là một kế hoạch sai lầm. Ông cũng cho biết vụ tấn công không thể ngăn Israel tiếp tục cuộc chiến với các nhóm ủy nhiệm của Iran. Ông cảnh báo bất cứ ai làm tổn hại đến Israel và người dân Israel sẽ phải trả giá đắt. Giới chức Israel hiện chưa bình luận về thông tin quân đội nước này chuẩn bị cho đợt tấn công mới vào Iran. Sau chiến dịch không kích nhằm phá hủy các mục tiêu quân sự quan trọng trong lãnh thổ Iran vào hôm 26 tháng 10, Israel nêu rõ quan điểm đã hoàn tất mục tiêu trả đũa vụ tập kích 200 tên lửa của Iran và hai bên nên chấm dứt chu kỳ leo thang căng thẳng. Hé lộ vai trò của Mỹ trong cuộc tấn công của Israel vào Iran. Dù Mỹ tuyên bố không liên quan đến cuộc tấn công của Israel vào Iran hôm 26 tháng 10, nhưng nhiều dấu hiệu cho thấy điều ngược lại. Rạng sáng ngày 26 tháng 10, lực lượng phòng vệ Israel IDF đã tiến hành 3 đợt tấn công vào một số mục tiêu quân sự của Iran, động thái mà theo AFP cho là đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa của Tehran vào nhà nước Do Thái vào đầu tháng 10. Tiến sĩ Imad Salami, phó giáo sư khoa học chính trị và quan hệ quốc tế tại Đại học Mỹ Liban nói với tờ Investia rằng có những dấu hiệu cho thấy Mỹ có thể đã tham gia vào cuộc không kích chết người của Israel vào Iran vào ngày 26 tháng 10. Mỹ và Israel dường như đã phối hợp chặt chẽ với nhau trong cuộc tấn công gần đây của Israel vào lãnh thổ Iran. Salami lập luận, các cuộc họp và thảo luận cấp cao giữa các nhà lãnh đạo chính trị và quân sự của hai nước đã diễn ra trước cuộc tấn công, nhấn mạnh một cách tiếp cận mang tính hợp tác. Ông nhấn mạnh rằng Washington phải đóng vai trò hỗ trợ quan trọng trong các cuộc không kích tuần trước bằng cách cung cấp các lối đi an toàn trên không phận Iraq, lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa Taat ở Israel và đặt các tàu khu trục trong khu vực tình trạng báo động cao. Những bước đi này cho thấy sự thống nhất sâu sắc về chiến lược với việc Mỹ cung cấp hỗ trợ hậu cần và phòng thủ trong khi Israel thực hiện cuộc tấn công thực sự. Sự phối hợp này làm nổi bật mục tiêu chung của Mỹ và Israel là chống lại ảnh hưởng khu vực của Iran. Ông cho rằng Tehran và Tel Aviv có thể sẽ không leo thang thêm nữa cho đến sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 5 tháng 11 vì bất kỳ cuộc đối đầu nào cũng sẽ không phục vụ lợi ích của họ vào thời điểm này và có nguy cơ làm phức tạp tình hình cho tất cả các bên. Kết quả bầu cử ngày 5 tháng 11 có thể sẽ định hình giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột này, ảnh hưởng đến phạm vi và bản chất của các cuộc đàm phán và các giải pháp tiềm năng. Ông Salami kết luận, cho đến lúc đó, cả Iran và Israel có thể sẽ áp dụng cách tiếp cận, chờ và xem, đánh giá bối cảnh chính trị có thể thay đổi như thế nào sau cuộc bầu cử. Hơn 100 máy bay chiến đấu của Israel, bao gồm cả F-35 thế hệ thứ 5, được cho là đã tham gia vào các cuộc tấn công ngày 26 tháng 10, khiến ít nhất 4 binh sĩ Iran thiệt mạng, theo Bộ Quốc phòng Cộng hòa Hồi giáo Iran.
Bộ Ngoại giao Iran lên án các cuộc tấn công là vi phạm rõ ràng luật pháp quốc tế, đồng thời nói thêm rằng Iran tự cho mình có quyền và nghĩa vụ phải tự vệ. Hãng thông tấn Tasnim ngày 20 tháng 10 dẫn tuyên bố của tướng Hossein Salami, tư lệnh vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, cảnh báo Israel sẽ phải đối mặt hậu quả cay đắng sau vụ tập kích tên lửa vào Tehran. Ông Hossein Salami nói Israel sẽ không đạt được mục tiêu của họ bằng những cuộc không kích vào Iran. Đó là dấu hiệu cho thấy tính toán sai lầm và nỗi tuyệt vọng của Israel trong cuộc chiến chống lại các thành viên mặt trận kháng chiến Hồi giáo, đặc biệt ở Gaza và Liban. Tướng Salami cũng gửi lời chia buồn về việc 4 binh sĩ lực lượng phòng không Iran thiệt mạng trong cuộc tập kích của Israel. Theo ông, Israel sẽ phải lãnh hậu quả cay đắng và không thể tưởng tượng nổi vì những hành động gây hấn khi Tel Aviv đang giao tranh với Hamas ở Gaza và Hezbollah ở Liban. Nhưng ông không đề cập đến hành động trả đũa trực tiếp nhắm vào Israel. Phát ngôn viên chính phủ Iraq Bashir al-Awadi cùng ngày cho biết Baghdad đã gửi thư phản đối tới Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và Hội đồng Bảo an về việc Israel sử dụng không phận nước này để tấn công Iran vào cuối tuần qua. Phát ngôn viên al-Awadi mô tả hành động của Israel vi phạm trắng trợn không phận và chủ quyền của Iraq. Trước đó, hình ảnh trên mạng xã hội Iraq cho thấy các bộ phận của loại tên lửa thường được Israel sử dụng dường như đã rơi xuống khu vực phía bắc Baghdad. Iran trước đó cáo buộc tiêm kích Israel đã sử dụng không phận Iraq với sự cho phép của Mỹ để tiến hành đòn tập kích. Israel hiện chưa phản hồi về thông tin này. Quân đội Israel cũng không tiết lộ tiêm kích của họ đã sử dụng không phận nước nào để tấn công mục tiêu ở Iran. Israel ném bom trung tâm của Hezbollah ở khu vực của Liban xa biên giới. Bộ Y tế Liban xác nhận ít nhất 60 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong loạt vụ không kích của Israel nhắm vào thu lũng Beka cách khá xa biên giới hai nước. Al Jazeera hôm 29 tháng 10 dẫn thông báo của Bộ Y tế Liban xác nhận Israel đã tiến hành một đợt không kích lớn vào hàng loạt mục tiêu gần thành phố Baalbek phía đông thung lũng Beka của Liban, khiến ít nhất 60 người chết và 58 người khác bị thương. Con số thương vong hiện là ghi nhận sơ bộ vì nỗ lực cứu hộ vẫn đang diễn ra. Chỉ dấu cho thấy số nạn nhân thực tế được thống kê sẽ tăng những giờ tới. Thống đốc Baalbek Bashir Khat gọi đây là cuộc tấn công bạo lực nhất nhắm vào khu vực kể từ khi xung đột Israel-Hezbollah nổ ra. Baalbek là vùng đất nghèo khó ở thung lũng Beka giáp biên giới Syria, nơi lực lượng Hezbollah hiện diện. Giới truyền thông nói rằng Israel không phát cảnh báo di tản trước khi tấn công. Israel và Hezbollah giao tranh xuyên biên giới bằng pháo, rocket và máy bay không người lái từ tháng 10 năm 2023. Tel Aviv tăng cường ném bom Liban từ giữa tháng 9 năm 2024 và đầu tháng 10 năm 2024, mở chiến dịch trên bộ nhắm mục tiêu vào các vị trí Hezbollah ở miền nam Liban, đặt mục tiêu loại trừ năng lực tấn công của Hezbollah. Theo truyền thông Israel, tổng cộng 21 binh sĩ nước này đã thiệt mạng từ đầu chiến dịch đổ bộ quốc gia láng giềng. Trong khi đó, Hezbollah tuyên bố đã hạ hơn 70 lính Israel, phá hủy 28 xe tăng chủ lực Merkava, 4 xe ủi đất quân sự, 1 thiết giáp và 1 xe chở quân. Trong khi đó, thống kê của nhà chức trách Liban cho thấy hơn 2.500 người tại Liban đã thiệt mạng và 12.000 người bị thương vì hỏa lực Israel sau một năm căng thẳng. Phần lớn thương vong xảy ra kể từ khi Israel leo thang các cuộc tấn công từ giữa tháng 9 năm 2024. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews.btv@gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.